Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh review du lịch 4.0 và mình là Quốc Việt. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một trải nghiệm khi đến với Sapa, đó chính là trải nghiệm ngắm lúa tại Nậm Cang. Tại đây thì khung cảnh hiện tại đang rất hữu tình và thơ mộng. Những bông lúa bắt đầu chín vàng và sắp đến mùa thu hoạch rồi các bạn ạ. Nếu các bạn nào đang có ý định đi săn lúa mùa này thì nên đi Nậm Cang trước nhá. Hiện tại ở Nậm Cang đang chín trước rồi. Không như ở Tả Phìn hay là ở Tả Van thì lúa hiện tại vẫn là xanh, có thể 2 tuần nữa thì nó mới chín. Mình khuyên nếu như các bạn đang có ý định đi lên đây để ngắm cảnh mùa lúa chín thì các bạn nên đi Nậm Cang trước. Sau đây sẽ là cuộc hành trình di chuyển của mình từ Hà Nội lên Sapa. Các bạn hãy cùng chờ xem video ở trên Sapa mùa lúa chín có gì nhé. Xin chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại là 5 giờ sáng và mình đang có mặt tại Sapa rồi. Thời tiết bây giờ đang là 18 độ, khá là lạnh. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà xe của Interbus Line, là quán sủi cào này, số 1 của Sapa luôn này. Thời tiết rất là lạnh mọi người ạ. Vâng, khi các bạn lên trên đây tham quan Sapa, các bạn sẽ được anh tài xế rất là đẹp trai của bên mình đưa đón về khách sạn nhé. Chiếc xe 7 chỗ này nhé. Vừa xuống xe xong và bọn mình đã quyết định đi ăn sáng. Bọn mình chọn quán phở bò vàng để ăn sáng. Giá dao động từ 50.000 cho đến 60.000 một bát. 5:30, 6 giờ sáng. Chúng ta cùng thưởng thức tô phở bò vàng này nhé. Các bạn có thể thấy hồ Mắt Ngọc buổi sáng không khí rất trong lành và thoáng đãng. Bọn mình chọn Nậm Cang là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình. Hãy chào tất cả các bạn. Các bạn có nhìn gì không? Biển mây đấy. Hôm qua là lượng mưa khá lớn. Chúng mình gặp trường hợp vật đầu tiên. Ý sợ như trôi cả bầu trời nắng. Trường hợp đầu tiên về chúng ta. Thử thách thứ hai. Đó là sàn nổi đấy. Mưa. Cuộc hành trình khá là gian truân. Hello. Tại mình đang đứng ở một cái chồi này. Ở đây mà bay phơi lai can thì hết nước chấm luôn. Hiện tại mình đang có mặt tại Desao Hotel Hưng Tây, quên lại bảo Hotel. Đây, mình sẽ đưa các bạn vào không gian và chiêm ngưỡng không gian và nơi mình sẽ ở trong 3 ngày tới nhé. Ừ.
một ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ. Ở đây có khá là nhiều phòng lớp đồ này. 1, 2, 3, 4. Trên này là hạ phòng luôn đấy. Ưu xa. Một áo phá. Một phòng văn đồ lúa luôn. Bữa trưa đầu tiên tại Hôm Tây, bọn mình ăn khá là đơn giản, thịt lợn rang, gà xào và rau su su. Hiện tại là 4 giờ chiều của bọn mình bắt đầu mình ngủ dậy. Thì mình nghe nói là ở bên cạnh Hôm Tây của mình, cách tầm khoảng 200m sẽ có một con suối có thể tắm được ấy. Thì hiện tại mình đang dẫn tụi nhỏ và mấy bạn đi xuống dưới suối để vừa tắm vừa trải nghiệm vừa review xem cái khu dưới suối này có thực sự là rộng rãi và đẹp không. Trước mắt mình đã là con suối rồi. Đó, ui, ở đây có một cái Hôm Tây rất là đẹp này. Để mình quay cho các bạn xem nhá. Ui. Suối đây rồi các bạn ạ. Suối này thì chỉ lội được thôi. Để mình thử xem là khu vực nó sâu sâu có thể bơi được không nhá. Đây, một cái Hôm Tây rất là đẹp. Thấy được cỏ này nó đá bóng nhỉ, hết nước chấm. À, đây rồi. Phía xa xa kia đang có nhiệt tắm kia rồi. Mình thử lội ra là lấy xem nào. Ôi, hiện tại mình đang nằm đứng ở dưới con suối này. Ức trời, khát xiết. Nóng quá. Ui. Trời quá các bạn. Mình nghĩ là mình sắp ướt hết quần rồi. Kìa. Các bạn nhỏ nhà mình khá là tự tin. Ừ. Lội qua một cái đau hết cả chân các bạn ạ. Mình nghĩ là ra đằng kia là sẽ bơi được đấy. Đằng kia là sâu hơn. Đằng này khá nông. Ở chân thật sự. Binh đoàn thép. Chiến thần review. Chiến thần review. Không bao giờ lên được luôn. Một thanh niên chỉ biết. Khá là vất vả. Đấy, tóm vào đấy. Rồi, thanh niên của chúng ta đã lên được rồi các bạn. Lên đây, nhảy phát rồi đi về. Lộng nhảy không? Sợ lông ấy. Không. Đánh đi nhầm lên. Không lông đâu. Lông. Một. Từ từ lông. Thích có. Ui sợ quá. Ba bé đi anh chị, em không bé ở đâu. Cái thằng liên nhát chết rồi. Toàn chắc. Ờ. Trời ơi các bạn ơi. Mình lội suối sau xong bên nước nó lên nữa. Không sang được. Thế là mình phải đi theo men các đường ruộng này, đường lúa này. Hiện tại mình đang lạc, mình không biết mình có thể lên được trên tít trên bờ trên kia không. Kiệt. Mấy bạn đàn này mình nói tít thì gì với kia kìa. Hôm nay mà có cái trực thăng bay thì mới thích chứ. Đây một trải nghiệm à. Thanh niên Việt đã dám phải buồn.
Sơn là đi tìm đường, kiếm nước. Rửa rớt rồi đấy. Tới chân này à. Nhanh 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 nhanh. À đâu. Chỉ có một lần trong đời. Trải nghiệm của em sau chuyến đi vừa rồi như nào? Thực sự đó là một trải nghiệm kinh hoàng, một trải nghiệm rất thú vị. Bạn có thể nhìn thấy chân chúng mình như là một trong những cuộc hành trình gian nan nhất, rất thử thách. Ông ấy còn mất cả dép các bạn. Mình còn mất cả dép. Nó là một hành trình rất tuyệt vời. Mình sẽ không có lần thứ hai, nhưng mà các bạn lên thử. Băng qua nguyên ngọn đồi bên này. Đấy, trải nghiệm đặc cấp. Do anh chị lên khá là muộn nên bọn mình đã quyết định đón anh chị ăn tối ở trên thị trấn luôn. Bọn mình chọn chợ Tình Quán là nơi thức các đặc sản của Sapa. Chua ngọt. Ngon. Ê, ngon. Cái tư nhờ. Ngon. Các bạn, tại nó ngon. Đây là món cá hồi chiên hạnh nhân các bạn nhé. Và mình vừa mình có ăn thử. Có toàn không? Không toàn. Sáng nay thì mình sẽ ăn mì tôm trứng do anh chủ bên này nấu cho bọn mình. Hướng dẫn viên cũng đã đến rồi. Thì đoàn mình chuẩn bị xuất phát đi tham quan khu vực bản địa, khu vực dưới Tà Văn này, để biết thêm lịch sử ở dưới đây hình thành bản này như nào đó. Thì mọi người cũng kế đón cuộc hành trình của bọn mình khi nào đó. Mình sẽ có chi tiết cho mọi người biết. Bọn mình đang di chuyển. Bạn hướng dẫn viên tên gì nhỉ? Mình tên là Lan, xin chào cả nhà nhé. Bạn tên là Lan. Bạn ấy sẽ là hướng dẫn viên cho cuộc hành trình của bọn mình ngày hôm nay. Mây đang bay bò trên núi nè. Dụng bậc thang ở Tà Văn hiện tại vẫn xanh nhá. Các bạn có thể đến tham quan du lịch ở đây. Nếu mà các bạn muốn ngắm lúa chín thì mình khuyên các bạn nên đến vào tầm khoảng 2 tuần nữa. Thì lúa ở đây chắc chắn là sẽ đẹp luôn. Ở đây cách trung tâm thị trấn tầm khoảng 17 km cơ. Đường cũng dễ đi thôi, không khó đi đâu. Đường đèo đi mà dễ đi lắm. Nhìn thấy dưới đây là các ruộng hoa rất là đẹp luôn. Ở kia có một cái chòi, chúng ta có thể chụp ảnh ở đấy. Đây. Đây là ruộng bậc thang kìa. Mấy chị em mời xuống đây chụp ảnh. Đi lên đây này, lên đây còn nhiều chỗ đẹp luôn. Địa điểm tiếp theo bọn mình sẽ ghé tới chính là nhà văn hóa cộng đồng. Ở đây mọi người sẽ thấy được những người dân bản địa, họ sẽ sản xuất này và làm ra những cái đồ thủ công mỹ nghệ của khu vực bản địa. Thì đây mình sẽ di chuyển vào đây, mình sẽ quay cho mọi người xem ở trong đây người dân họ làm như nào nhá. Đường đi khá là khó khăn. Ở đây người dân người ta vừa thu hoạch ngô xong này. Xong.
đây. Vừa tham quan khu vực trong nhà. À muối ạ? Muối thì ở đâu cũng có anh. Vấn đề là bây giờ là mọi người hay. Sau khi đi bộ khá là mệt, mình đã bắt được một chiếc taxi có 102 trên thế giới. Chiếc taxi này khá là sốc. Sau đó bọn mình nghỉ ngơi và uống cà phê tại Hoa Hôm Tây. Và đây là những con người ưa trải nghiệm. Thay vì về Hôm Tây, bọn mình quyết định trèo đèo lội suối để cuộc hành trình này thú vị hơn. Các bạn có thể thỏa sức sống ảo hoặc bay flycam ở đây. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là 11 giờ trưa, nắng quá. Mà mình đang có mặt tại giữa cánh đồng ruộng bậc thang. Xung quanh đây là toàn là suối này. Thì bây giờ bọn mình sẽ dẫn các chị mấy cả mấy bạn nhỏ xuống trải nghiệm cái tắm suối mấy cả cái lội suối như nào nhá. Suối này khá là to ấy, nước hiện tại cũng nhiều. Kìa, đằng này mình vẫn còn tít trên kia kìa. Đúng rồi, dưới này thì nó bắt đầu chín rồi nè. Nào, các bạn cùng theo chân mình đi. Bây giờ chúng ta bắt đầu lội suối. Đá rất là trơn các bạn ạ. Nước rất là mát. Nước suối rất là trong và mát. Và mình sẽ quay các anh chị qua trước. Không chỉ một con suối mà có tận hai con các bạn ạ. Bọn mình tiếp tục lội sang để trèo đèo. Đây là một trải nghiệm thú vị, mọi người có thấy thích không ạ?
Đi đi, mạnh dạn lên. GoPro lo gì, chống nước mà. Và giờ là cuộc hành trình trèo đèo về Hôm Tây. Không biết phải đi bao lâu nữa, hiện tại đã là 12 giờ trưa rồi. Các bạn ạ, mình vẫn đang mất phương hướng, không biết hướng nào mà về. Đấy quả là một hành trình gian nan. Đi thôi, nhanh lên. Các bạn nhỏ kia rất hay bị sụt dép, mất dép. Đi tiếp đi. Nhìn thấy cười phát nào chị Dung. Ấy rồi. Rồi. Hôm sau hành trình có một hôm qua, thì hôm nay mình lại tiếp tục hành trình như hôm qua tiếp. Và hôm nay mình phải chui qua một cái hách nhỏ nhỏ để cho động vật ấy. Hôm qua không ai dẫm. Cảm giác đi qua cái hách để thoát khỏi. Ui, trơn lắm. Ui, mình lên được rồi. Các bạn, giờ là mới trải qua một hành trình vất vả thì chúng ta lại được nhờ đi nhờ đường của một là anh Việt, cảm nhận thế nào? Không ai dẫm cướp trên một con đường hai lần trên một con đường. Đây là mình đã kết thúc hành trình có 102 về Hôm Tây. Bọn mình được chiêu đãi món lợn bản. Các bạn có thể thấy mệt lợn ở đây rất là ngon. Buổi chiều mình tiếp tục đi tắm suối và cho các em nhỏ ra nghịch nước. Tối đến, mình tổ chức nướng BBQ tại Hôm Tây. Có đoàn không? Không đoàn. Không đoàn, không đoàn không? Hi, chào các bạn, hiện tại là 9 giờ sáng và bọn mình bắt đầu di chuyển lên Bestview nhé.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của mình ở trên Sapa. Đoàn mình bắt đầu di chuyển lên Bellevue thì có thể chưa ăn trưa hay ăn trưa trong đợi ở trên đây, xong rồi chiều bọn mình sẽ di chuyển về Hà Nội. Sau đây bọn mình đang đợi xe và sẽ di chuyển lên Bellevue các bạn nhé. Các bạn nhỏ cùng dân tộc chúng ta. Cảm ơn chú nha. Ôi giờ lắm anh ơi. Cảm ơn chú anh ơi. Quay đi dẻo ơi. Quay đi dẻo ơi. Quay đi dẻo ơi. Quay đi dẻo ơi. Bye bye. Hiện tại mình đang có một Bellevue. Có lẽ là hôm nay là hơi đen, thời tiết ở đây hiện tại đang mù các bạn ạ. Không nhìn thấy cái gì hết, nhưng mà lượng khách ở đến đây là rất là đông, vẫn rất là đông. Thời tiết xung quanh này. Bọn mình sẽ ở đây trong khoảng một tiếng xem thời tiết nó có thay đổi được gì không nhá. Bọn mình di chuyển về thị trấn và dùng bữa trưa ở đây. Bọn mình có chọn mấy quán là nơi để thưởng thức bữa trưa. Ở đây bọn mình có gọi gà tiềm bí đỏ, lẩu gà đen, súp cá hồi và xôi ngựa. Khi ăn trưa xong thì đoàn mình quyết định đi mua đồ mít quà. Vậy là mình đã review xong cho các bạn một cái lịch trình của đoàn mình di chuyển ở trên Sapa. Nếu như các bạn cảm thấy hay, hãy cho mình một like và một subscribe để bọn mình có thêm động lực để ra những video tiếp theo nhé. Và nhớ bấm chuông để nhận thông báo về những sản phẩm tiếp theo của bên mình nhé. Xin chào các bạn.